Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học CapCut Master trên máy tính. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái thành phần âm thanh. Và để có thể có cái để chúng ta bắt đầu thực hành thì chúng ta sẽ vào phần audio, lấy luôn một cái âm thanh ở trong cái library của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử cái đoạn âm thanh này nhé. Rồi, khi các bạn nhấn vào cái lớp và âm thanh này thì ngay lập tức phía trên này nó sẽ ra cái phần audio. Chúng ta sẽ thấy rằng ở đây là nơi điều chỉnh được cái âm lượng của nó. Các bạn nhìn thấy không? Cái biểu đồ khi bạn kéo đây thì ở phía dưới này nó cũng nhảy theo. Nó dâng lên thì có nghĩa là tiếng to, màu vàng là rất là to rồi đấy. Đến màu kéo xuống thì nó biểu đồ hạ xuống. Rồi chúng ta sẽ bật lại nhỏ hơn đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ bật lại cho to nhé. Và cái phần fade in có nghĩa là bắt đầu nó sẽ đi từ ngoài vào trong, thì fade in nó sẽ to tăng dần lên. Thì chúng ta sẽ chẳng hạn là để các bạn nhìn này, mình kéo đâu thì cái vòng cung nó sẽ hiện ra đấy, như các bạn nhìn nhá. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu bạn để như này ấy, thì lúc bật lên thì lúc từ đầu đến cái lúc vào nó sẽ nhỏ, nó to dần. Đấy, bắt đầu to lên. Và fade out thì là đang to đi về nhỏ, thì trước khi mà kết thúc một cái đoạn video, một cái đoạn âm thanh thì nó sẽ là đang to về nhỏ, các bạn nhìn thấy chưa? Biên đấy. Thì chúng ta sẽ bật nhá. Bật thử này. Bỏ cái này ra để nghe cho rõ. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn này. Nhỏ dần. Rồi, ok, chúng ta đã hiểu chưa? Fade in, fade out rồi. Nếu như trong cái video của bạn mà nó bị nhiễu quá, bị ồn ào quá thì chúng ta có thể nhấn vào đây. Thì ngay lập tức là phần mềm nó sẽ khử nhiễu cho các bạn. Và đây là một phần rất hay, đó là Voice Effect. Voice Effect thì chúng ta sẽ thử áp dụng trên cái video này đi. Mình sẽ áp dụng trên video này để thấy hiệu ứng Voice Effect nó ra làm sao. Đây, các bạn nhìn này. Đây chính là cô gái này, cô đang nói. Thấy chưa, và cả cái này nữa. Giờ thì chúng ta sẽ cho bạn đi Voice Effect xem là cái gì. Audio này. Chúng ta nhấn vào Voice Effect, bật lên. Để cho kiểu robot nó nói đi. Đấy, còn đấy chưa? Nó khác biệt rồi. Tiếp tục này, thử cái khác nhé. Mic dog này, thử xem nào. Thấy chưa, và cả cái này nữa. Đó. Chim mâm, xem nào. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là hay. Tiếp theo có một cái phần nữa ở trong phần audio. Đến đây thì mình thấy là nó rất thú vị, đó là phần speed, tốc độ, đúng không? Các bạn nhìn này, bây giờ sẽ nhấn vào đây nhé, để cho thêm cái phần speed bên cạnh này nữa. Đấy, chúng ta có thể cho nó tăng, giảm. Đấy, như vậy khi tăng tốc độ nhanh thì cái đoạn âm thanh nó ngắn cụn lại. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau nghe thử nhé. Các bạn học hết những kiến thức nền này đi, các bạn làm cái gì nó cũng dễ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe. Úi dồi, chạy nhanh quá các bạn, không nhận không ạ? Và đối với phần âm thanh thì chúng ta chỉ xử lý như thế thôi, là quá nhiều rồi. To nhỏ này, fade in fade out này, khử nhiễu này, rồi các cái hiệu ứng âm thanh và thêm cái phần tốc độ ở đây nữa. Rồi, cái video ngắn này mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.